Sống ở quê, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay về quê thì những ngày sắp Tết thì các món như thịt thà thì nó cũng hơi ngán. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái món hết sức là đặc biệt, chắc cũng ít người biết đến. Và cái món đó là gỏi củ cải trắng với cá lóc đồng nướng. Và mình sẽ bắt đầu thực hiện cho các bạn xem nha. Đây là hai con cá lóc và chúng ta sẽ bắt đầu khử mùi tanh của nó bằng chanh và muối. Và sau đó chúng ta sẽ đem đi bắt đầu dùng muối và chanh mặn vô. Đốt lửa, dùng than vỏ dừa khô nha các bạn, nướng cho con cá nó ngon, ngon hơn à. Nó không bị khét. Nhưng mà dùng lửa gơm thì cũng được, nhưng mà nó bị tro nhiều quá. Để vô cái gỏi củ cải thì nó nhìn thấy nó không ngon lắm. Cái củ cải có màu trắng mà. Dùng than này mình đốt cho nó có than, rồi mình lấy dĩ mình nướng. Khi mình bỏ vô thì nhìn thấy nó sẽ bắt mắt hơn. Thời gian chờ đợi lửa cháy có than thì mình sẽ tranh thủ gọt củ cải. Đây, củ cải trắng các bạn. Thời gian chờ đợi cá chín thì mình bắt đầu rửa củ cải gọt nha các bạn. Thank you.
khi gọt mỏng như thế này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu xả với nước khoảng 3 lần. Và chúng ta sẽ để gáo và sau đó chúng ta sẽ ngâm với giấm khoảng chừng 10 phút. Và chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta bắt đầu trộn. Các bạn không nên bóp nó nha, bóp nó sẽ mất giòn. Gian chờ đợi củ cải nó ráo thì mình bắt đầu mình chở hai con cá lại ăn cho nó chín cho nó đều. Đấy, cá bắt đầu nó cũng gần chín rồi này. Đấy, chắc cũng đã bắt đầu chín rồi đó các bạn. Đây, nướng cho nó đều. Thì củ cải đã ráo thì mình sẽ tiến hành ngâm giấm nha các bạn. Ngâm nặng cho nó bớt cái độ nồng của củ cải. Đây là giấm nè, giấm nhà tự ngâm đó, chứ không phải là giấm tây hay là gì hết. Đây là giấm nhà tự nuôi. Chúng ta sẽ chế đều lên. Chúng ta sẽ trộn đều cho nó thấm. Chúng ta sẽ tiến hành à. Cá bắt đầu có mùi thơm rồi đó các bạn. Để mình xem ơi, cá chín chưa. Đây. Đây. Như thế này là quá ngon rồi. Đấy, chỗ mà cá khét này thì ta tiến hành ta cạo nó thôi. Mình cháy lớp dẫy của con cá lóc. Là cạo bỏ cái lớp khét này đi.
đấy các bạn. Mà còn cái phần đầu này còn nó chín rồi, nhưng mà phần đầu này nó còn hơi trắng, mình nướng thêm xíu nữa cho nó vàng vàng dễ ăn, nhìn nó đẹp lắm. Cá chắc bắt đầu chín rồi đây các bạn. Cạo cái bụng. Cá đã chín rồi đấy. Bây giờ mình vô mình tiến hành mình trộn củ cải trắng với giấm đường, và mình sẽ xé cá bỏ vô. Mình sẽ bắt đầu thực hiện cho các bạn xem nha. Giấm nó đã bắt đầu thấm vô củ cải rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình chắc nước giấm này ra bỏ. Mình trộn giấm đường, mình tiến hành mình trộn gỏi. Chúng ta sẽ bắt đầu trộn giấm đường. Thấm xong thì mình bắt đầu sắp ra dĩa nha các bạn. Đây. Mình vẽ cá mình để lên.
Đây các bạn, đây là dĩa gỏi của mình đã hoàn thành xong. Video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mong các bạn đăng ký kênh, like và ủng hộ mình nha. Bye bye.